Các bạn hỏi là hóa đơn mua vào là hóa đơn lẻ dưới 200.000 thì cái được xét là chi phí được trừ không các bạn? Thì chỗ này là mình xin trả lời có ba cái dẫn chứng như thế này. Thứ nhất là liên quan đến vấn đề về hóa đơn, thì theo quy định ấy là hóa đơn ấy là dưới 200.000 ấy là không xuất, tức là doanh thu mà dưới 200.000 là không lập hóa đơn ngay lập tức. Từ 200.000 đồng trở lên ấy thì phải lập hóa đơn ngay lập tức. Đấy. Và dưới 200.000 thì chờ cuối ngày tổng hợp lại bảng kê và lập hóa đơn. Thì điều đó cho thấy là gì? Các tổ chức doanh nghiệp thì phải lập hóa đơn dù là dưới 200.000, 200.000, trên 200.000, đúng không các bạn? Đó là ý thứ nhất. Cho nên là về vấn đề này là về vấn đề hóa đơn nha. Còn hóa đơn điện tử thì các bạn biết hôm nay là xuất hóa đơn không quan tâm đến số tiền, số bao nhiêu cũng xuất cũng lập ha. Đấy. Đó, cái thứ hai đó là về luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì chi phí được trừ là chi phí phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Đó là một tiêu chí trong ba tiêu chí ha. Nhưng mà đó là tiêu chí về hóa đơn, mình đang nói về hóa đơn nha. Đó. Rồi. Cái thứ ba thì trong luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì nó có một cái điều khoản là như thế này. Đó là được mua vào của hộ gia đình cá nhân không kinh doanh được phép lập bảng kê, và cái này là không cần có hóa đơn, chỉ cần làm bảng kê thôi. Và cái việc này là các bạn phải mua của những người hộ gia đình hay là cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra tài sản của cá nhân họ bán cho mình. Thì cái trường hợp này thì các bạn thấy đấy là được phép làm bảng kê. Vậy thì câu hỏi của bạn ấy là theo ba dẫn chứng vừa rồi thì hai dẫn chứng đầu là bắt buộc là phải có hóa đơn hợp pháp, tức là về hóa đơn lẻ là không được. Nhưng mà cái thứ ba là gì? Là được phép cho các bạn làm bảng kê mua vào với trường hợp là gì? Chỗ đó là hộ cá nhân không kinh doanh mà mua tài sản của gia đình họ thì các bạn được làm. Còn bây giờ các bạn đến một cái tổ chức, một cái công ty nào đó mà họ lười, họ không xuất hóa đơn cho mình mà họ đưa tờ lẻ, thì trường hợp này là các bạn chắc chắn là không được xét và chi phí được trừ. Và có bạn đã nói là chứ sao em thanh tra nhiều lần mà họ có phạt đâu, có lỗi đâu. Thì chỗ này lưu ý là gì? Vì trường hợp nó quá nhỏ, đúng không? Cho nên là bỏ qua thôi. Nhưng đây là ví dụ như các bạn mua vào của những trường hợp mà 20 triệu thì sao? Thì nguyên tắc của chi phí được trừ là phải có thực và phải phục vụ hoạt động kinh doanh, mà phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Thì trong hoàn cảnh này thì các bạn là phải biết này, là mua của cá nhân không kinh doanh thì các trường hợp này nếu có thì các bạn làm bảng kê thôi. Như vậy thì cái vấn đề không phải là 200.000 mà vấn đề là có thực và có mua của cá nhân không kinh doanh. Đấy. Thì ok thôi. Còn nếu mà quay lại mua của công ty mà dưới 200.000 thì không được nha.